Và đúng là chị xin cái món này lên. Thôi thôi, lấy mỡ lên để cho Đạt nói đi. Bà bán bánh giận hỏi bà Long lắm, bà Long này với bà ấy lắm. Đúng rồi, con cháu không có gì nữa, cứ thích con này ăn thôi. Xôi là nó sướng rồi. Xôi cổ truyền nó là nhanh, nó vừa không kịp công. Cổ truyền dân tộc à? Dân tộc ai? Này hai cân để thao cái này là ăn còn lắm rồi. Đây, vào đây làm gì đây, đại ca? Nhất khôn nhất. Nóng lên con ạ. Cấm thì nóng lên nhé. Đi, ở đây. Được rồi. Chị lấy hàng mấy xong rồi. Ui, lấy ít mỡ ra, Đạt nói. Không được đây. Không, để các cụ bốc chứ. Ừ, một đĩa lên để các cụ cho trẻ con bốc xong. Tí không được ăn trước đâu. Bà lạ, đến này đủ chưa? Ê, con chèm mấy con cá, tí nó nhiều dài. Chào, chưa sủi, bố con chèm. Đừng để sủi, bỏ ra đi. Bỏ lắp ra. Sôi chưa? Chưa. Sôi. Chưa. Đây cho củi vào đi. Củi đi rồi, vừa mới lấy thôi. Con giò đấy, con giò là chỉ một tí thôi. Là lấy ra không thì là chứ nó nhừ hết. Nhừ chưa nhừ được nữa. Từ bánh nào đấy, hai đĩa về cho mày nhìn mấy con ăn củ đó cho ăn. Từ từ. Ý nhớ. Đóng cửa thì đi đâu nhỉ? Cái trăm ngôi nó không lấy bố đấy, còn khác các bọn con mà cứ đi ngon gì. Đúng rồi, đúng rồi. Ui dồi ôi, nhiều đũa chưa? Dạ. Còn mày không cần nặn nữa. Lấy này. Không cần nặn rồi. Ừ. Ngon rồi, ăn cái này. Được. À, cái phải nặn như này này, nó bị em. Để con nặn đâu. Ừ. Đừng để con nặn đâu, bỏ vào nó. Đấy. Đấy, đi tiền. Đấy, đi tiền đi. Ăn lâu mình. Thế làm cái này thì là biết làm. Rồi trên tên hồi nọ làm mà gớt chả cần lọ nó ký mà bà cũng làm nhưng mà bà làm kiểu khác cái sao bà không xáo đỗ đâu bà dính trộn vào.